Cùng với gần 1 triệu thí sinh cả nước, hôm nay thí sinh của tỉnh Bắc Giang cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo có một kỳ thi an toàn và nghiêm túc. Dù chưa đến 6 giờ sáng, nhưng các thí sinh đã bắt đầu có mặt tại điểm thi. Thí sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, được nhân viên y tế, thanh niên tình nguyện kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn di chuyển theo hướng phân luồng để đảm bảo giãn cách. Với các trường hợp có hiện tượng sốt, ho hay khó thở, các em sẽ được phân luồng riêng để theo dõi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Yên 1, phòng thi dự phòng đã được kích hoạt cho hai thí sinh bị sốt trên 38 độ C. Hôm nay đến trường thì em được đo thân nhiệt và em được một trong những người là có nguy cơ mắc cao. Nhưng mà em đã được nhà trường đo thân nhiệt cho và xét nghiệm và đã âm tính, nhưng mà nhà trường vẫn tổ chức cho em một phòng thi riêng để em có thể an tâm, có thể không mất bình tĩnh. Nếu mà nhà trường tạo điều kiện cho bọn em như thế thì bọn em cảm thấy rất là vui. Thi đợt mình vẫn được thi đợt 1. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp. Tâm dịch Việt Yên vừa trải qua đợt sóng gió dịch bệnh nên đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và nghiêm túc. Để chuẩn bị cho kỳ thi này trong cái bối cảnh vừa diễn ra dịch bệnh ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan chức năng các địa phương chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Sau đó đặc biệt là coi trọng với công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh cho kỳ thi. Và các phụ huynh, các thí sinh cũng rất là tin tưởng, tự tin khi mà bước vào kỳ thi này với một tâm thế tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi. Chúng tôi đánh giá rất là cao Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 21 của tỉnh Bắc Giang đã rất là chủ động. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch đã được đặt lên ở mức rất là cao và tin rằng với sự chuẩn bị chủ động, tích cực như này thì tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng và đang tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Sáng nay, 777 thí sinh tại điểm thi này chính thức bước vào môn thi đầu tiên. Vì có gần 2 tháng ở trong khu vực cách ly y tế do dịch bệnh hoành hành, việc ôn tập gặp nhiều khó khăn, song các em vẫn rất tự tin để tham dự kỳ thi quan trọng này. Em rất tự tin ạ. Em có xem các live stream trên Facebook, trên mạng xã hội ạ. Và em tự học. Nói chung là em mua rất là nhiều sách vở từ trước rồi ấy, thì em cứ thế em học thôi. Môn văn thì cũng không tốn nhiều thời gian ôn của em lắm. Chỉ khoảng độ một tuần cuối trước khi thi em ôn môn văn. Cũng tự tin bước vào vòng thi. Tự tin bao nhiêu phần trăm? Độ khoảng 80-85%. Tại Bắc Giang, nơi mà chỉ vừa mới đây thôi đã là tâm dịch lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, ngày hôm nay gần 18.000 sĩ tử đã đến trường thi dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đây là lứa thí sinh đặc biệt bởi 2 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên các em vẫn rất tự tin và đầy hy vọng vào một kỳ vượt vũ môn thành công. Hôm nay hơn 1 triệu sĩ tử cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 với môn thi đầu tiên là ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất trong 5 bài thi và có thời lượng làm bài kéo dài trong 120 phút. Kỳ thi này được nhận định là kỳ thi đặc biệt trong lịch sử thi quốc gia khi dịch bệnh lan rộng gần 40 tỉnh thành. Tại Hà Nội, số thí sinh vắng là 509 thí sinh, trong đó thí sinh không dự thi do dịch COVID-19 là 167 thí sinh. Có một thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động. 6 giờ 30 phút, tại trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, Hà Nội, các thí sinh được phân luồng để kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn trước khi vào phòng thi. Các em phải đeo khẩu trang cả trong quá trình làm bài, chỉ được hạ khẩu trang lúc vào phòng thi để giám thị đối chiếu. Kỳ thi năm nay, Hà Nội có 101.320 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều nhất trong các địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 188 điểm thi với 4.235 phòng thi chính thức. Cái điểm thi này thì chúng tôi có 2 thí sinh liên quan tới F0, F1 sẽ không tham dự ở kỳ thi này và thi ở đợt 2. Và chúng tôi có rất nhiều thí sinh đến từ trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như là thí sinh tự do. Chính vì vậy mà trong cái buổi sáng ngày mai thì số thi các cái môn tổ hợp nó sẽ không đồng loạt cả 3 môn giống như khối trung học phổ thông mà sẽ giữ là lỗ mỗ, có em thi 1 môn, có em thi 2 môn và có em thi 3 môn. Cho nên việc kiểm soát và giám sát kỳ thi đối với các thầy cô ở tại điểm thi trung học cơ sở Lê Ngọc Hân lại càng phải chú ý hơn rất là nhiều.
Năm nay, đợt 1 của kỳ thi diễn ra 5 bài thi như những kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trước. Còn với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, ngoài hai bài thi độc lập bắt buộc là toán và ngữ văn, thì thí sinh chỉ thi hai môn là lịch sử và địa lý, không phải thi môn giáo dục công dân. Vâng, như vậy là sau 120 phút thì các thí sinh đã hoàn thành môn thi đầu tiên, môn thi ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2021. Qua quan sát thì tôi thấy các em có vẻ tâm lý khá là thoải mái. Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn một thí sinh đã bước ra khỏi phòng thi nhé. Rồi chào em. Sau khi mà hoàn thành cái môn thi đầu tiên thì em cảm xúc như thế nào và em đánh giá được cái đề thi ngữ văn của năm nay? Em thấy đề thi của năm nay nó khá là phân loại ạ. Bởi vì ngay từ cái bài đầu em đã thấy là nó khá là phân loại và kiểu mình phải đọc kỹ thì mình mới ra được đáp án ấy ạ. Cái phần 2 thì em cũng khá là ngạc nhiên vì nó đã ra vào bài sóng ấy ạ. Bởi vì em khá là không tự tin vào bài này nên là em hơi sốc thôi ạ. Còn đâu nếu không thì em vẫn làm được ạ. Em nghĩ rằng cái điểm thi mà em làm được là khoảng mấy điểm? Tầm 7 ạ. Thế em không tự tin lắm ạ. Đề thi năm nay thì em thấy hơi khó. Tại vì là theo cấu trúc thì ngay từ phần 1 thì nó đã có những cái câu hỏi. Câu 1, câu 2 thì trích từ đề bài, câu 3 thì phải sự thông hiểu nhiều. Thì đề thi năm nay thì cũng như là dự đoán của em thôi. Vừa sức với thí sinh, nói chung là thế ạ. Thấy hơi bất ngờ về cái đề thi này và nó cũng không nằm trong cái dự đoán của em ạ. Nhưng mà em may là đề thi có trích phần thơ nên là em ngồi em nhìn theo và em phân tích theo ạ. Nói chung thì khá là vừa sức, em nghĩ là khiêm tốn thì là tầm 7 rưỡi ạ. Chiều nay ngày 7 tháng 7, các thí sinh sẽ làm bài thi thứ 2 môn toán theo hình thức trắc nghiệm, bắt đầu lúc 14:30 với thời gian làm bài là 90 phút. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang hướng vào đất liền nước ta và dự kiến đổ bộ trong đêm nay và sáng mai. Trước diễn biến nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, đến sáng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo hướng dẫn cho hơn 54.000 phương tiện với gần 232.000 người biết thông tin của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển, tránh trú. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, vị trí áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 100 km, sức gió mạnh nhất giật cấp 8. Dự báo đêm nay, rạng sáng mai mùng 8 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa ở mức cấp 6, cấp 7, gây mưa lớn. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tuyến biển. Rà soát phương án bố trí lực lượng ở đây, chúng tôi xác định là nguy cơ sạt lở đất là rất cao, đặc biệt các tỉnh miền núi nên là bố trí lực lượng ứng trực sẵn để sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Về lực lượng ứng trực đối với quân khu 1, 2, 3, 4, 5 thì tổng số lực lượng là 264.272 đồng chí, trong đó phương tiện là 1.979 chiếc. Dự báo ngay từ chiều nay, áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc, phổ biến từ 100 đến 250 mm cả đợt. Điểm đáng chú ý là các đợt mưa lớn trong thời gian ngắn sẽ gây nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ ở đô thị. Các tỉnh miền núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở miền núi và có phương án đảm bảo cho các thí sinh thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Là một trong những khu vực được dự báo là sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ áp thấp nhiệt đới. Do đó, chính quyền nhiều địa phương dọc từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh đã yêu cầu theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức cấm biển trong hôm nay. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các phương tiện, thuyền trưởng, các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức cấm biển từ 13 giờ ngày 7 tháng 7 cho đến khi áp thấp nhiệt đới tan. Ngoài Thanh Hóa cấm biển từ 13 giờ hôm nay thì tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành cấm biển từ khoảng thời gian này. Còn tỉnh Thái Bình cấm biển từ 12 giờ ngày 7 tháng 7.